Phát biểu trong cuộc phỏng vấn sau hội nghị, ông Trump đã một lần nữa bác bỏ những cáo buộc rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hồi năm 2016 theo hướng có lợi cho ông. Tổng thống Mỹ cũng không ngần ngại dành cho đối tác Nga những lời có cánh. Tôi có thể nói rằng hội nghị thượng đỉnh đã diễn ra rất tuyệt vời. Thật đáng tiếc là chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề như giải giáp hạt nhân, Syria, viện trợ nhân đạo và rất nhiều chủ đề khác, nhưng lại được hỏi về vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Tôi không nghĩ rằng có ai ngoài nước Mỹ quan tâm đến chủ đề này. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Putin là người hết sức mạnh mẽ. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cũng lên tiếng khẳng định không có chuyện Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ông Putin cho biết những email bị hack mà truyền thông Mỹ công bố chỉ cho thấy nỗ lực của Ủy ban Bầu cử Quốc gia của Đảng Dân Chủ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên Hillary Clinton. Nga không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ chứ chưa nói gì đến các cuộc bầu cử. Tôi không hề quan tâm đến chủ đề này. Đây là trò chơi chính trị trong nội bộ nước Mỹ chứ không liên quan gì đến quan hệ Nga-Mỹ. Đừng để quan hệ Nga-Mỹ trở thành con tin cho các cuộc đấu đá nội bộ của Mỹ. Sự đồng nhất trong tuyên bố của cả hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ cho thấy cả Nga và Mỹ đang hướng tới việc cải thiện quan hệ sau thời gian dài căng thẳng leo thang. Hội nghị thượng đỉnh Helsinki lần này vì thế được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng thúc đẩy quan hệ Nga-Mỹ vượt qua muôn vàn sóng ngầm.